cũng xinh xắn duyên dáng, nhưng tại sao lại chưa có bạn trai? Tại vì em không có tin vào tình cảm nữa. Ghê vậy? Ai làm em không tin? Thằng nào? Vậy có những người ta có bạn trai rồi mà người ta... bạn trai rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Hồ Hoài Bảo, quê ở Bến Tre, năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì Bảo? Dạ, em làm nhân viên kho anh, xuất nhập hàng kho anh. Em làm ở đâu Bảo? Làm việc ở đâu? Ở quận 6 anh, Nguyễn Linh. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hằng, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang làm thu ngân ở một nhà hàng ạ. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang chị. Tiền Giang, Bến Tre là sát bên nhau luôn. Ha, sát rạc à. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em á là nấu ăn cũng khá ngon. Và dạ, em biết quan tâm người khác, thích làm người khác bất ngờ. Và dạ, có thể làm cho người khác chơi đùa cho người khác cười được. Hôm nay có chuẩn bị gì bất ngờ không? Quen hơi lâu thì em mới có thể bung lụa được. Rồi, rồi. Rồi, đó là điểm mạnh, vậy còn điểm yếu là gì? Em hơi nóng tính. Em hay càm ràm nhưng mà ở chung hay này nó kia em muốn là người ta cũng ngăn nắp giống em. Rồi, cũng hơi khó tính ha. Bên kia bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, làm việc có trách nhiệm. Điểm yếu là giặt đồ thì từng giặt lần để nó hơi nhiều nhiều xíu. Trời, em ghét cái đó cực kỳ luôn á chị. Để dục đại để cứ từng làm lần vậy ha. Còn tật gì nữa không? Hình như có ngái một xíu. Dễ thương mà. Mình định lập nghiệp ở thành phố luôn hay sao em? Dự định là lập nghiệp ở dưới quê chị. Đang phát triển tốt cũng lập nghiệp luôn thì về dưới quê. Tại vì nhà cũng có mình cha mẹ thì cũng muốn con ở gần cha mẹ. Nhưng mà lên đây thì tìm không khí, tìm cái gì gọi là cái tư tưởng, đi tìm tư tưởng á. Nếu mà được thì làm trên đây luôn. Mà tư tưởng được chưa? Em vẫn chưa thấy. Em có muốn lập nghiệp ở thành phố hay là muốn đi về quê? Tùy nữa chị. Nếu mà ở đâu em có thể phát triển được thì em theo ở đó thôi. Nhưng mà bạn có nghĩ lúc nào bạn sẽ về quê giống như bạn bên Bến Tre này không? Dạ có anh. Gia đình em cũng là con một. Em nghĩ là không thể nào mà đi mà bỏ ba mẹ được. Cũng về quê luôn. Cũng xinh xắn duyên dáng, nhưng tại sao lại chưa có bạn trai? Tại vì em không có tin vào tình cảm nữa chứ không phải là... Ghê vậy? Ai làm em không tin? Em quen một thời gian thì em biết ra là người ta lừa. Dạ. Người ta lừa cái gì? Vậy có những người ta có bạn trai rồi mà người ta... Gì bạn trai rồi? Em run quá. Thằng đó kỳ lạ. Quen bạn trai rồi còn quen bạn gái nữa. Kỳ lạ, đúng là lừa. Dạ đúng quá, em nhầm là có bạn. Ủa, gái rồi. Vì một người mà em không tin cả triệu người. Còn em sao em? Trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình à, mối tình đầu cũng như... Đừng có nói mối tình đầu, mối tình cuối nha. Tại sao chia tay? Quen nhau cũng lâu rồi, 4 năm à. Em cũng có dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Thương thật lòng. Bạn ấy cũng thương em thật lòng. Nhưng mà như có dự định mà đi xin á. Nói với em mà thôi kệ giờ em cứ đi đi về. Chừng nào về thì anh dẫn ba mẹ anh tiến tới về để... Dạ. Nhưng mà thấy qua một thời gian là thấy im ru. Rồi không có gửi thư, không có điện gì luôn. Có về có gặp mặt rồi anh. Gặp có nói gì không? Không. Em gái, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Nếu mà nói về hình mẫu thì có Lee Min Ho hoặc là Sam Yong Ki. Nhưng mà em gặp một người, nói chung em không quan trọng ngoại hình lắm. Em hơi ngắn một xíu nên em muốn tìm người yêu khoảng trên 1m65. Người đó phải biết ăn mặc một chút. Không phải quá chạy chút nhưng mà nói chung là biết ăn mặc, biết sạch sẽ, tươm tóc. Đừng có ở dơ quá. Tôi giặt anh chỉ lắm, bên kia là hơi ở dơ rồi đó. Cái đó có giặt là được rồi chị. Không, nhiều khi á, thường mà đồ mà để tuần là kinh nghiệm, dù để đó à, ngày thứ hai bộ đó, thứ ba bộ đó, thứ tư bộ đó, cái thứ năm móc lại bộ thứ hai bận, móc lại bộ thứ ba bận bảy rồi mới giặt. À, vậy là em quan trọng là có giặt đồ. Có giặt đồ, có tuần anh giặt lần là ngon lắm. Có người mặc một tuần chưa thay được, nó chỉ là giặt. Rồi ngon 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 rồi. Rồi vậy đó là ngoại hình, còn tính cách. Hài hước, làm cho em cười được. Mà đừng có nói chuyện vui duyên quá nha. Ví dụ? Cái này chắc phải tiếp xúc lâu dài mới biết là có vui duyên hay không. Mở miệng ra thấy là lắng nhắc liền ha. Dạ. Tính cách là phải biết lễ phép, biết tôn trọng người lớn, thích trẻ con, quan tâm bạn gái, là đặc biệt là đừng có vô tâm, hơi lãng mạn một chút xíu. Đó, sao bạn trai? Cao nhiêu?
Cao ngon lành, bao cao. Tóc tai gọn gàng sạch sẽ không? Hơi bụi bụi chút xíu. Ăn mặc là lịch sự không? Lịch sự nhưng mà hơi bụi bụi luôn. Cũng giống Hô Hô, Lê Minh Hô. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Bạn bên cạnh có hút thuốc không anh? Không em. Nhậu sao? Nhậu được không? Nhậu hay nhậu bao nhiêu cũng được nhưng mà đừng hút thuốc. À vậy hả? Bạn nam thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào bạn trai? Trước giờ em cũng không biết cái mẫu người lý tưởng sao nữa. Thường thấy nằm mơ á anh. Mơ luôn. Thì thấy cầm tay cô dâu mà đó giờ chưa biết mặt nên không, wow, không biết mẫu sao. Có cầm tay cô dâu rồi? Có luôn. Có hôn không? Không, không thấy mặt rồi thấy tới đó là giật mình nè. Nhưng mà giờ em muốn cái người em như thế nào, tưởng tượng thế nào? Em gái bên kia có chừng 1m50 trở lên. 1m4 được không? Cũng được. Được. Dễ thương. Da trắng được. Ăn mặc thì giờ thì em thì ở trên đây cũng dễ mà, miễn sao mà gặp gia đình người lớn thì biết cách ăn mặc kín đáo một xíu, còn bình thường thì em vô tư. Vô tư không được. Thôi cũng đừng quá hở hang quá. Nhưng mà em không thích bạn nữ mà tóc đỏ. Nhộm tất cả các màu gì cũng được, đừng có màu đỏ. Sao vậy? Màu đỏ có hên mà. Sao? Đỏ tía. Cái gì màu đỏ? Nói sao em, chứ em thấy ở dưới quê em thấy phụ nữ ai nhộm màu gì em thấy cũng đẹp mà sao em không thích màu đỏ nó lắm. Vậy chứ cái son màu đỏ em thích không? Đẹp. Hết hồn. Dễ thương lắm á thầy cô à. Sao ngồi em ẻo ẻo hoài vậy? Rung quá không biết làm gì. Chuẩn men không? Men thì. Men hả? Đã có nằm mơ thấy cô dâu rồi mà. Mà chưa có hôn, lát hôn được không? Được. Bây giờ nếu được nào tiến tới hôn nhân? Em thì cũng ai cũng 27, chắc tìm hiểu từ 5 cho tới 5 rưỡi. 27 hả? 27 hay 37 hay 17 gì? Trời ơi sao ông cà ẻo hoài vậy ông? Bây giờ hôn có mấy cách hôn biết không? Hôn có mấy kiểu? Thì cũng rồi. Sao có một kiểu vậy? Thì sao? Từ môi không ra thôi cũng có một kiểu đó. Dạ em thấy thì cũng... thì... mấy diễn đạt sao chị? Tóc tay để kiểu gì ngộ vậy? Hói chìa lại. Hói là hói. Nên kia tôi thích Hô Hô mà Lý Minh Hô đây mình không có hô Lý Minh Hói. Qua coi bạn gái sao? Chào gái Tiền Giang. Thấy nghe anh bên đây thấy sao? Chào, hiền quá. Anh hiền lắm. Anh ngồi anh cũng rung bệnh vậy đó. Hiền quá vậy sao làm em cười được? Trời ơi hiền mới cười đó. Bây giờ thấy mọi người cười anh không á chứ. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có nhiều người đâu. Đi hai người làm sao làm em nhiêu đây cười được thì một người cũng cười được. Sao về Bến Tre làm dâu được không? Dạ cũng được. Cũng cho được. Cũng gần. Em có thích lãng mạn hả? Dạ có. Ngày sinh nhật của em anh ấy sẽ làm như thế nào để lãng mạn? Em thích là bất ngờ nhưng mà không cho em biết gì hết. Được rồi, để anh nói anh cho coi. Bữa nào em rủ cổ vô một nhà hàng sang trọng, chuẩn bị bánh kem nhỏ nhỏ thôi, nghe nhạc rồi cái hôm nay chúc mừng sinh nhật em, nhờ cái người nào dưới bếp bưng cái bánh kem vô xong rủ cứ đi về. Bên kia phải mạnh dạn lên nha. Dạ. Bên kia hơi nhút nhát quá đó nha. Rồi hôm nay mình đi với người thân không em? Dạ em đi với chị ở chung phòng với là người bạn thân của em. Rồi em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em qua chương trình thì nãy giờ thì em thấy anh này cũng dễ thương, hiền, có thể là biết quan tâm lo lắng cho bạn của em. Em thì theo quan điểm của em thì em cảm thấy là mỗi người có thể được nhưng mà tùy theo bạn của em nữa. Bạn gái kế bên. Có bạn gái kế bên có ý kiến luôn. Em thì có đi với hai người em họ với bạn của em. Em tên là Việt, em của anh Bảo. Bạn ở đây thấy cũng được á, xinh đẹp rồi. Bạn có vậy chứ anh Bảo anh ở ngoài anh cũng vui vẻ lắm. Sao lên đây anh buồn vậy? Chắc anh ấy luôn. Anh với bạn thì cũng hợp á. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Tạo sự bất ngờ đàng hoàng nha. Bất ngờ, lãng mạn, vui nha, cười nha. Cho anh hỏi em thấy anh sao? Có người gửi cho anh đó mà. Dạ. Anh đợi em. Cảm ơn. Không, nhiều khi anh cũng muốn tạo bất ngờ đó. Gần cuối sách về luôn cho bất ngờ. Anh thì ngoại hình thì nói chung là ok, nhưng mà em thấy là anh hiền quá. Anh tại đây đông khán giả quá, anh nói chuyện không được. Thế anh cũng vui chưa? Cho anh nhận xét về em. Dạ. Nhìn thấy em dễ thương. Cảm ơn. Em thường thích đi đâu nhất?
chỉ cần nếu mà thương nhau đi đâu em cũng thấy vui. Lãng nhưng mà em đó. em thích đi xem phim. Em thích chỗ nào, biết chỗ nào lãng mạn không? Thấy ở quê em cũng nhiều chỗ lãng mạn. Ví dụ ông ơi biển hả? Quê có biển nữa hả? Dạ Bến Tre có biển anh à. Thích ngồi mà mấy cảnh sông mà ngắm mặt trời lặn á em. Dạ em cũng thích như vậy. Ủa nhưng mà nếu mà hẹn hò phải chạy về tới quê ăn sao anh? Không có thì ở, cái đó là anh chỉ nói là ở dưới quê ăn có nhiều cái vui á. Dạ. Còn trên đây có chút nào lãng mạn không? Chắc có nhiều à. Cuối tuần là anh rảnh, tất cả các ngày cái đó anh có thể dành cho em. Dạ. Còn em thì em thường rảnh chủ nhật. À. Dạ. Thì bấm nút luôn. Rồi sau này lấy nhau ai quản lý tiền bạc? Bạn nữ. Quan điểm của em á là em không muốn người chồng của em phải đưa hết tiền cho em. Nói chung là em muốn nghĩ về thể diện của bạn nam. Em không quan trọng cái chuyện tiền bạc, miễn đừng có lấy tiền đi bi ôm mà được. Đâu có bi ôm không? À không rồi. Bi ôm là gì? Thì uống bia thì có người ngồi tiếp rót bia. Rót bia bình thường thôi. Có ai ai ôm ai? Ủa vô đó là mình ôm người ta hay người ta ôm mình? Người ta ôm mình quá trời. Hả? Người ta ôm mình thì mình trả tiền cho người ta hả? Thì thường nghĩ là con trai hay đi bi ôm á. Nhưng mà theo em nghĩ là vô đó là ai ôm ai? Chắc là ảnh ôm người ta. Còn bên này thì nói người ta ôm mình. Nói chung là hai người ôm nhau. Bi ôm nó vậy đó. Có người này ôm người kia. Nhưng bây giờ giải tỷ vậy, em ôm anh thì anh trả tiền em hay là à, anh ôm em là em trả tiền anh? Hai đứa hùng. Trời. Dễ thương lắm. Bây giờ chúng ta tự kiểm tra lại xem mình có bấm nút hay không. Bấm nút để chúng ta tiến tới một điều xa hơn nữa, chứ không phải là bấm nút để chơi đâu nha. Để cho em nói một câu được mà. Rồi nói. Rồi, đi, nói đi. Anh thì cũng không hứa chắc là có thể đem lại cho em giàu có về vật chất, nhưng mà anh có thể ở bên em những khi em buồn. Dạ, là người đầu tiên cầm chai dầu đến cho em khi em bị đau. Ủng. Cái câu trên thì anh nghe nhiều lắm rồi. Cái câu sau nó lạ lắm. Đem chai dầu, đầu tiên đem chai dầu đến. Không có bỏ nhỏ chỉ bụng à. Hay lắm. Câu này hay đó nha. Rồi, cố lên, suy nghĩ thật kỹ nha các nào. Bạn Một hai ba hết thời gian. Rồi nắm tay nhau nhớ luôn luôn trong túi phải thủ sẵn mấy chai dầu nha. Và anh sẽ là người đầu tiên đưa cái thẻ xem phim này cho em, thẻ xem phim của Cinebox 212 để chiến thắng. Hôn nhau một cái đi hai bạn. Đẹp đôi, một gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Em thì quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Tên Trung bạn ơi. Dạ Trung. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. À, bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả các khán giả. Em tên là Đào Thanh Trung, năm nay em 27 tuổi. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em đại em làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. À, em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em cùng quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Ở Vĩnh Long dễ thương quá trời quá đất luôn. À, sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình đó, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi. Trời. Và người thì quen hai ba người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Bỏ, bỏ mấy cái râu ria đó qua một bên đi. Bây giờ là vậy là chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao?
Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nó chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn, còn bạn? Dạ em thì trước cũng có một mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi anh. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi trẻ cũng ham chơi này nọ kia thì... Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết rồi châu rồi anh. 27 anh. 27, một năm hai năm nữa cũng lấy đi vợ được rồi ha. Rồi bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa sao nói vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu về nhà. Nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, tuần hai tuần tháng nhậu. Trong xây dựng này nhậu dữ lắm nè. Dạ có luôn anh. Rồi bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng như vậy. Trời đá bóng luôn hả? Tướng gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Trời ơi. Nhìn nó hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều. Dạ em thì hơi nóng tính. Lại tính em nó hay quên lắm. Nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Nãy giờ em biết anh bản tên gì không? Em quên được chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Trung TR. Trung đó nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên lắm. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào cũng biết lo gia đình hết chứ, dạ, nó khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lâu lâu có người giữ. Không thôi. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc những màu nó quá sáng gì. Trời ơi chết rồi, chết vàng, chết rồi. Màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Ờ, phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu anh? Bạn. Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết hả? Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn quá nhìn như ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mớ gì đến chú? Ủa chị em đâu có nói là em thích chị đâu. Em nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhuộm là xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Ủa ai biểu chê tóc tôi không đẹp chi? Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao không mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó. Vậy ba mẹ vô ở ra vô á thì em sắp tới em cũng mua một căn hộ mới hoặc là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Em thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết. Em hát thì hát dở, nói chung thì... Cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ. Nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi, đúng nghề em đi em. Dạ, bài ca xây dựng hát được. Được. Rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Đó, hát gì được rồi. Mà nó nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dơ sạch chị? Do anh đèn cái pha mới vô. Mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem lên đây làm chi? Em thì sáng công trình nhưng mà em về tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Vừa cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm cái gì? Thì tặng bạn gái. À tặng. Dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp bạn trai quá, bạn trai cũng ngon lắm chứ mà cũng giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn chim có gì đẹp ngon nữa. Có con chim. Chào em gái, trời dễ thương quá. Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim là được. Chim có bông hay là chim chim thiệt chứ? Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em nâng niu lắm mà anh không để cho chết đâu. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân lắc ghế vậy á. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có bài hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung bình thường mà. Không anh, ví
dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó hoặc là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ vậy lắm anh. Ừ cũng được ha. Còn cái gì này nữa không? Không em không dạ thích. Em không thích ngửa dơ. Thấy chưa, mình bảo nó dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm gì dơ. Em không thích ngửa để móng tay dài. Dạ, không hỏi này ơi. Có không? Cái này người ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Có móng thôi. Là để một móng dài hả? Một móng dài thôi khúc hả? Móng ngón nào anh? Ngón cái, để gãi mà. Vậy phải cắt nó được anh. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? Bây giờ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá chứ đừng thấy gì. Gì à, ta làm công trình mà. Hói nữa hả? Ủa sao mà, cô này có thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta ta hói thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người đến tay tốt lắm em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết làm sao. Nãy có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Chứ tự nhiên của họ mà chứ tự nhiên đó cái anh bên đó mặc mới người ta nhuộm tóc anh không thích, đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn gì em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Còn đen thì em chắc em đen là hết rồi đó. Hết phần đen đó. Nói vậy thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba với mẹ với chị của em chị. Dạ chào dạ, chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hai nó hợp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến vậy thôi. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì và có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác, cũng nếu ba mẹ con rảnh rỗi con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Rồi. Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. Rồi, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là em họ của anh Trung ạ. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung á thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân ở trơn rồi ha. Bây giờ dạ. Giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu lần đầu tiên gặp mặt tặng chim cũng lạ. Sao ta? Dạ, bạn hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh với mình vậy đây. Mình là trả chim lại à? Tự tin lên chỉ lấy vợ mà mình em có gì hỏi thêm không? Cứ hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em cũng rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là vượt ngoài suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, dễ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính á, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Thì mình nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái mết nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi bạn hết nóng mình về. Rồi, mọi người nói một câu thật là tình cảm. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh thì không, anh nói không có hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Đâu có chị. Bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì thấy bạn gái cũng rất thật xinh và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao nữa không? Thì hết không biết nói gì nữa. Anh em tự nhiên qua đâu bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không thường á, yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? À, dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bấm hơi chậm.
Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có cái suy nghĩ rất là nghiêm túc, bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, có con có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nha. Nào, hãy cùng nhau xem phim để tìm hiểu kỹ hơn. Cảm ơn. Em làm biếng. Ngủ thì lâu lâu hay ngáy chút. Trời ơi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là mùi hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để thôi bên kia hửi với tôi hửi chị. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào bạn chơi và toàn thể khán giả. Thì em tên Lam, em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên thu mua. Thu mua cái gì? Dữ lắm chị, công ty cần gì em mua cái đó. Ví dụ? Ví dụ hiện tại thì em mua về vật liệu xây dựng hoặc là hàng quà tặng. Bạn trai? Dạ, em xin chào chị Huyền Linh. Áo lộn. Anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào bạn bên kia. Dạ, này sẽ có nhiều người chào lộn anh Huyền Linh đó ha. Tôi ghét rồi nha. Nghĩ rồi đó. Dạ, em tên là Quang Vinh, em quê Vĩnh Long. À, Vĩnh Long. Vĩnh Long anh. Dạ, em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là giờ là kỹ sư xây dựng. Nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 28 tuổi chị. Rồi, bây giờ bạn nữ nói chi về những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cơ thể là ưu điểm của em thì là mọi người đều thấy là em hiền. Thì em khi mà làm một việc gì đó thì em rất là có trách nhiệm và siêng năng. Ngoài ra thì em là người sống tình cảm và biết lo cho gia đình. Điểm yếu của em là chắc em hơi hậu đậu. Hậu đậu là sao? Giống như là cái nhắn sắc thì ít ai nghĩ là sẽ phỏng, nhưng em sẽ bị phỏng và phỏng rất là nặng. Cái nhắn sắc 502 á chị. Em hỏi bạn bên đó có mấy mối tình rồi? Em có mấy mối tình rồi em? Chính thức thì chưa anh ơi, còn không chính thức thì chắc 3. Hôn hết gì chưa? Chưa vậy. Thiệt không? Thiệt. Chưa hôn? Được anh. Chưa hôn? Bên kia sao, có mấy mối tình rồi? Em hả? Em thì chắc 3-4 cái gì đó. Mối tình nào mà dài nhất? 2 năm mấy 3 năm gì đó. Là hai đứa yêu nhau hay là đơn phương? Dạ lúc đó là hai đứa đến với nhau chị. Dạ. Vậy rồi thôi, bây giờ mối tình gần đây nhất nè, chia tay cách đây bao lâu rồi, để coi ế bao lâu rồi? Gần cả năm rồi chị ơi, tìm hoài không có hợp anh ơi. Giờ tìm người thế nào là hợp? Ngoan, hiền, dễ thương, da trắng, mũi cao. Em gì nữa? Lễ phép quan trọng nhất anh. Biết nấu ăn, rồi em không biết nấu ăn. Em về là chỉ ăn cơm hộp suốt anh. À vậy hả? Dạ. Cái mẫu người nào bạn có thể diễn tả cụ thể hơn không? Giống mẹ em á. Thần tượng mẹ đúng không? Em biết nấu ăn không? Dạ biết. À, nấu được những món gì? Cũng nhiều lắm chị, hàng ngày em phải nấu ăn hàng ngày suốt. Bạn có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa nghe kể. Em hả? Ừ. Em làm biếng. Ngủ thì lâu lâu hay ngáy chút. Trời ơi. Mùi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là mùi hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để thôi bên kia hửi với tôi hửi chi. Chứ em thường có đồng hồ gì không? Là hẹn không tới giờ đúng giờ hả? Hẹn em trước nửa tiếng thì chắc ăn nhất. Trời đất ơi, chết rồi. Cái này lẽ không ít nha anh. Dạ không, đó là chị trong đi chơi thôi, mà công việc thì lúc nào cũng đúng giờ hết. Ừ, tốt. Hẹn hò với bạn gái là sao? Thì sao? Hẹn hò bạn gái khác, chị lật này là quyết tâm rồi cho nên không gì thông nữa chị ơi. Em nghĩ lý do tại sao mình ế? Là do em ở với gia đình á, em là con một nữa thì gia đình quản của em cũng hơi là gắt một chút. Thì em ở trên đây với chú em thì em đi về thì trước 10 giờ, em không được đi qua đêm. Đi chơi xa thì hầu như là em chỉ đi với bạn thân và người nhà em thôi, em không đi chơi xa được. Về ngoại hình, em muốn cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vừa người. Ừ. À, hổng đen hổng trắng. Em không thích điều gì như cái người bạn trai? Gia trưởng và nói dối, em rất là không thích người nói dối. Giống như là tin tưởng nhau rồi thì nên là chân thật với nhau và chân thành với nhau thì nó sẽ dễ. Không, em cũng đồng quan điểm với cái bạn đó luôn. Em chào chị. Đồng cái gì mà đồng? Có gia trưởng không? Hơi hơi chứ không có lắm. Hơi hơi là sao, ví dụ? Thì nói chung là em thích người mà bạn gái cũng như vợ là mình nói chung phải lắng nghe mình. Giả sử như là giống như là nói thì nghe đi, đừng có cãi. Nhưng mà rủi bạn nó trật mà không cho người ta cãi. Không, nhưng mà đúng thì em nghe, nhưng mà phải biết lắng nghe. Ai là người phân định cái đúng hay cái sai đó? Nếu mà vấn đề đó mà xét ra cái cùng thì em nghĩ là phụ nữ luôn luôn đúng. Có thể. Vậy được rồi. Đứng lên coi thử coi. 1m68 à. Hơi lùn, hơi cao. Hung mà phải nhước là ngại ngại không? Em khi chưa hung lần nào. Thế đâu? Khoái lắm. Khoái lắm rồi. Em có tật xấu gì khác nữa không? Ngoài cái ngáy với cái hơi hơi hôi nó còn gì nữa không? Không chị.
Sở thích thì sở trường gì nhiều. Sở trường gì? Rồi ngồi xuống đi, sở trường gì? Em hả, thích chơi thể thao, ca hát, đại khái văn nghệ, thích tham gia hoạt động xã hội. Đâu ca thử một khúc coi. Em ca dở lắm nhưng mà đi khang tiếng rồi. Sao mới nói sở trường? Nhưng mà tại khang tiếng rồi hát. Để nó làm lại đi. Ca sĩ là không có đủ thừa hoàn cảnh. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Thôi vậy được chưa? Được rồi. Nếu như bây giờ là quen nhau, hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ đi đến kết hôn khoảng bao lâu nữa? Em thì tầm khoảng năm anh. Em có cơ sở vật chất gì ở Sài Gòn chưa? Dạ chưa, em vẫn chỉ là nhân viên thôi, nhưng mà em thấy là đủ khả năng cho lo gia đình và lo cho vợ. À, đủ khả năng lo gia đình, lo cho vợ là được rồi. Dạ. Cố gắng vợ về nữa hỗ trợ nó xong ha. Dạ. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Nó ghét luôn rồi nha. Em, nãy giờ nó có một cái hơi nhạy cảm hôi hôi đó, em nghĩ sao? Cái đó phải dùng lăng hay dùng gì khử? Em lo có được không? Mua về còn bạn có xài được không thì chuyện của bạn. Mặt điện ảnh ghê á. Ha, dễ thương lắm. Ngon rồi. Anh hôm nay bạn đi có ai theo ủng hộ mình không? Được, dạ, đàn trai cũng được mà đàn gái cũng được luôn. Rồi, chào các bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Vân, đồng nghiệp với lại bạn Lam. Đi đây thì thấy bạn Nam cũng rất là vui vẻ. Nói chung là Lam ở công ty á, làm rất là thiệt thà, dễ thương, tính rất là thẳng. Thật sự là nói chung là cũng có được nhiều người thích, nhưng mà Lam có thể là không thấy phù hợp. Mà thấy bên đây là bạn Nam cũng rất là ok. Có hình thì cũng được. Chắc được 7 điểm so với Lam á. Vậy là tốt rồi, 7 điểm là quá cao rồi. Em không quan trọng em. Em đi với em hỏi em. Em thấy chị tương lai của em sao em? Dạ, em thấy chị xinh, dễ gần. Nói chung là cũng hợp với anh Vinh. Anh em có đào hoa không? Dạ không. Thiệt không? Thiệt. Anh có giới thiệu bạn gái với em lần nào chưa? Anh chưa có, sao anh giới thiệu anh? Được, hay được. Lành quá, em trai cũng lành, bảo vệ anh dữ. Rồi, chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt nào. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Dạ. Cố gắng lên nào, bạn ấy rất là xinh. 2 phút trò chuyện với nhau, bắt đầu. Chào anh. Chị em đeo kiến nhà không em ạ? À? Em có giống tưởng tượng của anh không vậy? Được xíu xíu nào không? Em không biết nói gì luôn. Sao vậy? Sao vậy? Thấy anh của anh. Trời ơi. Em tặng em. Em cảm ơn anh. Ủa sao tự nhiên anh không biết nói gì là sao vậy? Em quá, chung là đẹp hơn gì anh nghĩ. Thì thường thời gian rảnh của anh là khi nào? Anh thì rảnh thì làm đêm thì vậy thôi, thỉnh thoảng thì sau 6 giờ là anh cũng rảnh rồi. Tại em ở với gia đình nên em cũng không có đi chơi được nhiều á. À hả? Anh có ngại vấn đề đó không? Không, anh thấy chuyện nó bình thường mà. Mình anh có ngại dài là bạn gái cũng như là không thể đi chơi xa với anh hay là em thì em ít đi chơi á. Dạ không gì đâu em, anh thấy được. Thường đi là em phải xin phép em mới được đi. À hả, không anh thích vậy á. Thì dẫn anh tới anh xin. Dạ được. Đúng không? Dạ. Giờ có dám tới nhà bạn gái xin phép không? Quen phải dám tới chứ chị. Dạ. Rồi, bây giờ một lời hứa chăm sóc của gái ấy thế nào? Một cái lời tỏ tình để cô ấy tự tin có thể bấm nút. Dạ thì nếu mà anh với em đến được với nhau thì anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống sẽ ok. Tình cảm cũng ok. Mà nói chung là gì cũng ok anh. Hứa bên kia anh nhìn mắt. Em nhìn họ em ngay mất. Em cảm nhận chàng trai thế nào? Dạ thì anh cũng hiền lành, thật tình. Thì nói chung là theo quan niệm của em thì em hợp với người miền Tây hơn là những miền khác. Thì em thấy anh cũng chân chất, cũng hợp. Vĩnh Long với Bến Tre gần đó, bây giờ đi qua cái không về cái đi cầu rồi. Phà anh là Bến Tre Vĩnh Long là phà Đình Khao á. Ủa em chở lách hả? Dạ đúng rồi. Ôi, trời. Sát bên luôn anh. Sát bên đúng rồi. Dạ. Chở lách đi qua chút xíu qua phà Đình Khao là tới phường 7. Đúng rồi dạ. Hai người nói một câu thì thật là ngọt ngào như tỏ tình với nhau đi được. Thì nói chung là thông qua chương trình này thì cũng em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em. Sau khi mà em với bạn cũng tìm hiểu thì nếu được thì em sẽ tiến tới một cái gì đó gọi là xa hơn để cho bạn yên tâm hơn. Dạ. Mời bạn. Còn với em thì giống như là hai người mà quyết định tiến tới với nhau á. Em hay đối phương cũng vậy, là chấp nhận con người thật của nhau, dù có điểm khuyết điểm và dù có ưu điểm. Thì nếu như chấp nhận được con người thật của nhau như vậy thì mới có thể đi xa và đi lâu. Rồi. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Ai bấm nút? Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Nói như vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ.
đây là một cái điều hết sức là thiêng liêng của chúng ta. Không phải bấm nút xong rồi ngồi uống cà phê rồi chia tay đâu. Ha các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Tay bạn của mình đi. Thật sự là một đôi trai tài gái sắc đấy. Hai người đúng miền Tây đậm đà bản sắc dân tộc đấy. Hôn đi, chưa hôn lần nào. Dạ thôi, dạ thôi. Sao nắm tay bạn gái thấy sao? Dạ là đã. Đã đã. Chưa yêu ai luôn? Chưa. Chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hôn ai luôn? Chưa, chắc chắn là chưa luôn. Dạ em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. Đầu tiên là già, thứ hai là giàu, ba là giỏi. Mời bạn nam. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời bạn nữ. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn gái bên kia và toàn thể khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Trung Khánh. Tôi sinh ngày 2 tháng 9 năm 1992. Quê hương tôi ở Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Gia đình tôi hiện nay đang sống ở Gia Lai. Còn bản thân tôi hiện là Phó Đại đội trưởng Đại đội 3 Tiểu đoàn 1 Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hết. Dạ. Được chứ, đội hơi căng thẳng xíu. Bây giờ mình thoải mái lên nha. Mình đi tìm người yêu mà. Mời bạn gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và toàn thể quý vị khán giả cùng bạn nam bên kia. Em xin phép giới thiệu, em là Trần Thị Mai Phương. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Biên Hòa. Cũng gần. À, Mai Phương, điểm mạnh và điểm yếu bản thân em là gì? À, điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình trong công việc. Gặp những cái khó khăn thì em sẽ luôn là nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Còn tính cách của em thì em tự nhận mình là một người rất là cởi mở và chân thành. Khuyết điểm của em thì có lẽ là em hay quên. Mình có hay quên tới mức độ đáng báo động không? Ví dụ như là em đang mang cái khẩu trang trên mặt rồi nhưng mà em quên mất là em chưa mang cái, em đi tìm khắp nhà luôn. Rồi xin mời anh Khánh nhá, kêu bằng anh cho thấy trẻ trung hen. Ưu điểm khuyết điểm của anh là gì? Dạ ưu điểm có thể nói về bản thân tôi là một người vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm. Còn về khuyết điểm thì tôi hay rụt rè, đặc biệt là trước đám đông. Em trai đi đâu là cũng gọi như kỷ luật quân đội là phải tôi với đồng chí này kia hay là sao? Đó là cái cứng, nhiều lúc mình ra ở một chỗ nào đó không gian thoải mái hơn thì có thể có gì mình thoải mái đi, anh em với nhau đi, đúng không? Nãy giờ mình cứng nhắc nó vượt qua rồi khỏi rồi, mình ra ngoài đời rồi mình đi coi gì tìm bạn gái đi thoải mái lên. Ừ. Chào chị. Đó vậy đó. Đó vậy đi. Ừ. Hồi gặp cô kia nói, tôi nói cho cô nghe là mệt rồi nha. Đúng rồi, không lẽ gặp bạn gái xưng tôi cũng kỳ đúng không? Bây giờ mình sẽ khai thác tí xíu về cái tình trường của mình hen. Trước giờ là mình có bao nhiêu mối tình rồi nè? Bản thân tôi thì chưa có trải qua mối tình nào. Chưa yêu ai luôn? Chưa. Thiệt không? Thiệt. Có nắm tay ai chưa? Nắm tay chắc cũng chưa luôn. Vậy là chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hôn ai luôn? Chưa, chắc chắn là chưa luôn. Trời ơi, chưa nắm tay, chưa hôn ai luôn. Em ơi, bây giờ ngay thời điểm này mà kiếm ra một chàng trai chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay, chưa hôn ai là một dạng như là ảnh là hiếm lắm luôn á, hiếm cực kỳ luôn. Em sao? Có tình cảm, tình yêu rồi trước đó sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thời đi học cấp 3 thôi chị. À là tình học sinh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có chưa? Chưa. Chưa chưa luôn, chưa luôn. Mới nắm tay thôi chưa nha, chưa luôn, chưa luôn. Ê trời hơi mệt. Tưởng tượng hai người này hôn nhau chắc hay lắm à. Mà sao vậy? Sao không có bạn gái vậy? Chắc do bản thân tôi
chưa tìm thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp với bản thân mình. Trời ơi, thấy thương quá không? Anh đi tìm người yêu mà anh... Tôi chưa thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp. Nhìn mặt em mắc cười quá. Thấy thương biết đó. Sao chưa có người yêu không? Sao nhở? Gặp gái là tôi nói cho cô nghe là xong rồi đó. Nhớ nha, kéo màn lên phải anh với em nha. Em gái, em muốn tìm một người yêu của em như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. 3 chữ G rồi. G đầu tiên. Chữ G đầu tiên là già. Già. Là anh ấy có sự chín chắn, sự trưởng thành ở trong đó. Ừ. Chữ G thứ hai là giàu. Giàu ở đây có nghĩa là giàu về tình cảm á chị. Sống có trách nhiệm với gia đình, người thân. Yêu thương bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ. Hay quá. Chữ G thứ ba là giỏi. Chăm chỉ cầu tiến đúng không? Dạ đúng rồi, có chí tiến thủ. Dạ. Rồi còn em trai, em muốn tìm một nữ thương như thế nào? Tôi thì tôi thích tìm một người con gái phải có chiều cao từ 1m58 trở lên, có công việc ổn định, dịu dàng, biết lo lắng cho gia đình. Vậy là đủ rồi. Bây giờ để tôi qua bên đàn gái tôi coi sao. Coi có hợp lý không? Dạ. Ồ, em chào em gái. Có khi nào em nghĩ là em sẽ lấy chú bộ đội không? Trước đây thì em hay xem những chương trình về những chú bộ đội. Thì em cảm giác là các anh chiến sĩ rất là bản lĩnh, rất là đúng rồi. Trưởng thành. Các chiến sĩ là bản lĩnh vững vàng. Dạ. Kỷ luật, tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Có điều là nếu em đồng ý lấy chiến sĩ thì em phải đồng ý hy sinh một chút về cá nhân, về gia đình của mình. Có đôi khi vợ đẻ chưa chắc về được. Dạ, em nghĩ thì nếu mà tình yêu đủ lớn thì mình có thể vượt qua mọi hết các khó khăn rồi. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông hút thuốc. Hút thuốc? Chiến sĩ chắc không đến nổi đâu. Lăng nhăng. Không dám đâu. Thậm chí là không có thời gian để lăng nhăng. Không có thời gian để muốn lăng nhăng cũng không được luôn. Kỷ luật quân đội sắc lắm. Nếu như bên đây đồng ý kết hôn thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận? Có thể thì khoảng 1 đến 2 năm nữa. 1-2 năm? Dạ. Long Thành với Đồng Nai cũng được ha. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ em rất thích lãng, em thích lãng mạn. Rồi, để xem chú bộ đội có lãng mạn không nha. Chưa thấy tôi với cô đi chơi cô thấy thế nào? Trời ơi. Bây giờ mình gặp người thân của bên đàn gái thôi. Hôm nay Mai Phương đi với ai ta? Dạ em đi với anh chị em họ của em ạ. À, anh chị em họ, chào người nhà của Mai Phương. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư, chào bạn Nam bên này, chào đội nhà mình bên đó cùng quý vị khán giả. Em là chị họ của Phương. Thì là nãy giờ chị cũng có ngồi coi bạn Nam bên này thì chị thấy là tính tình bạn này cũng khá là được, cũng chín chắn, ngoại hình cũng rất là ok. Rồi thật ra thì bé Phương nhà chị á thì nó không cao được như em yêu cầu, nhưng mà rất là hiền lành, ngay cả trong công việc thì chăm chỉ và rất là biết quan tâm đến mọi người. Thì nếu như hai đứa mà cho nhau cơ hội thì chị nghĩ rằng em sẽ tìm hiểu được những điểm tốt của bé Phương. Và khoảng cách địa lý của hai đứa cũng rất là gần nữa. Thì hy vọng là hai đứa sẽ cho nhau cơ hội. Nếu được thì là sẽ tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Mời đại diện bên đàn trai đi nha. Xin chào anh Quyền Linh và chị Thư. Xin chào tất cả khán giả. Tôi là thủ trưởng Vạn Khánh. Chúng tôi đến từ trường sĩ quan lục quân 2. Vạn Khánh cũng là một trong những học viên được đào tạo tại nhà trường. Và hiện nay đang công tác trên cương vị là phó đại đội trưởng, với công việc hàng ngày quản lý giáo dục rèn luyện học viên, cũng là đào tạo ra các cái thế hệ cán bộ tiếp theo cho quân đội. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu thì Khánh của chúng tôi thì cũng rất là nhút nhát. Có thể hỏi Khánh một câu là đã thấy rung chưa? Báo cáo là đang rất trời là báo cáo luôn. Hy vọng rằng sau chương trình này chúng tôi sẽ có những cái tiếp tục được theo dõi những cái sự phát triển về tình cảm của Khánh và bạn gái trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Rồi, mở rào. Đồng chí, mình quay ghế qua đi đồng chí. Em chào anh. Chào em. Ồ, hai đứa đồng điệu quá ha. Nay nhân ngày gặp mặt anh có món quà này tặng em. Em rất là thích đi du lịch, hy vọng là những chuyến du lịch sau này sẽ có anh cùng đi với em. Trời, giống như hồi vô họp vậy ta. Căng căng. Anh cảm nhận em là người như thế nào ạ?
Theo anh nghĩ thì em là người dễ gần, vui vẻ, vậy thôi. Hỏi đi. Nhà em ở đây luôn hay là ở ngoài quê? À, quê gốc của em là ở Hà Tĩnh, còn nhà em ở đây hết rồi ạ. Ở đây hết rồi. Biên Hòa hết rồi ạ. Ở chỗ nào Biên Hòa em nhỉ? Dạ em ở gần khu công nghiệp Amata. Amata, thế cũng chắc từ chỗ đó mà đi xuống trường chắc cũng phải 40 phút đi xe máy. Anh có điều gì muốn hỏi em thêm không ạ? Những lúc buồn em thường làm gì? À, những lúc mà buồn thì em hay đi xem phim, đi nghe nhạc, gặp bạn bè. Còn những lúc mà stress quá thì em sẽ đi du lịch. Dạ. Không biết là nếu như mà sau này em thích đi du lịch như thế này thì anh có thời gian để đi chung với em không? Thì thời gian thì chắc sẽ có thôi. Quan trọng là tình cảm của hai đứa như thế nào, đủ để đi du lịch hay không thôi. Mình có thể đi chung với một nhóm bạn của em nữa. Bạn em cũng rất là thích đi. Đi đông càng kỳ nữa. Có gì anh kéo nguyên đại đội anh đi. Đó, đông vui đúng không? Rồi tiếp đi. Tiếp nổi. Nếu mà cưới nhau thì em có đồng ý về cùng với anh không? Về đâu ạ? Về ở gần trường. Tại vì như anh bây giờ thì được gần 3 năm anh ra trường thì cũng được nhà trường tạo điều kiện cấp đất rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu vợ nữa thôi. Nếu một tháng thì anh có thể sắp xếp thời gian gặp em được bao nhiêu lần? Một tháng là 4 tuần, 2 tuần trực, còn 2 tuần không trực. Thì trong khoảng 2 tuần đó thì nếu như sắp xếp được thời gian thì có thể gặp nhau được. Là gặp nhau được suốt 2 tuần luôn à? À, thì tức là phải thời gian nào không bận công việc. Bây giờ em nói rõ trong cái thời gian quân đội của em nè. Một tháng thì em được ra khỏi doanh trại bao nhiêu ngày? Ra ngoài doanh trại thì ra được nhiều lần, nhưng mà cái quy định của nhà trường thì đang là độc thân thì không được ngủ ngoài doanh trại. Không được ngủ ngoài doanh trại, đúng rồi. Đi ban ngày được đúng không? Đi ban ngày được. Em đi mấy giờ em phải về doanh trại tối đó? Thì đối với ngày thường thì trước 9:30, còn đối với ngày nghỉ thứ 6, thứ 7 thì trước 22:30. À, tức là 10:30 là phải về doanh trại. Đúng rồi. Đó, em biết giờ giấc của anh rồi đó. Bạn Khánh, Khánh có hình dung ra lần đầu tiên nếu mà mình hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào không? Chắc nếu lần đầu tiên mà hai đứa hẹn hò nhau chắc cùng nhau đi đâu đó. Đâu đó là đâu là đó? Là đi đâu? Đi đâu đó thì giờ chưa nghĩ được, lúc đó là mới tính. Bây giờ mình để mình xóa tan cái không khí này, bây giờ mình văn nghệ đi. Bé Phương, hát bài tặng ảnh liền. Mấy anh thích hát hò văn nghệ lắm. À, dạ hôm nay em xin gửi đến anh Quỳnh Linh, chị Nam Thơ cùng quý vị khán giả và anh một bài hát tiếng Nhật. Bài hát là Lý do của sự sống ạ. Em có thể nói nội dung trước để nghe nó dễ cảm nhận hơn. Dạ, thì lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp được ba mẹ em, anh chị của em. Lý do em được sinh ra trên đời này là em để được gặp bạn bè của em. Và lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp người em thương. Hay quá. Watashi wa umarete kita wa ke wa shichi to haha to nite hau tame. Watashi wa umarete kita wa ke wa Kyōrai tachi ni te hau tame. Watashi wa umarete kita wake wa tomodachi minna ni te hau tame. Watashi wa umarete kita wake wa utoshi anata ni te hau tame. Dạ em xin hết ạ. Bạn Nam hát đáp liền. Vậy thì anh cũng xin hát một đoạn thôi, đoạn ngắn. Chắc hát rồi mọi người sẽ biết tên thôi. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ, dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ lâu. Quên rồi. Trời ơi. Đồng chí này chưa bao giờ nắm tay con gái nè. Không không, tôi sẽ không nắm tay đâu. Tại sao? Tôi sẽ dành nắm tay với người tôi yêu thôi. À dạ. Khi nào yêu mới nắm tay hả? Thôi được rồi,
tôi nhường cho kỷ luật quân đội. Thời gian dành cho các bạn tâm sự đã hết, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Nào, để tay nút bấm đi. 3 2 1 Hết thời gian. Đây, quà của em. Quy định của chương trình là phải nắm tay và sau đó sẽ hôn. Đó. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn má thôi, hôn má. Quay lại hôn, hôn đúng rồi, hôn. Đó. Có một chi tiết rất là nhanh nha, định hôn xuống môi nhưng mà. Ưu điểm của em là người rất là nhiệt tình, cởi mở và rất là hòa đồng với mọi người. Em thì có những cái thế mạnh về việc học nhiều hơn. Trong các cái lần mà em đi thi thì 5 lần là em đứng đầu, rất là thủ khoa. Khi sanh ra tại nhà Thương, ngoại đã bắt về luôn, không cho già ngoại để đi đặt tên Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hồi. Mời nhà trai. Đây. Mời đi em. Mời nhà gái. Rồi. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, dạ, chào. Chào cô Hồng Văn và chào mọi người có mặt ở đây. Con tên là Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Cái gì? Nguyễn Hồi Sinh Hoài Hận. Nguyễn Hồi Sinh. Dạ. Hoài Hận. Dạ. Trời ơi, tên lạ vậy ta. Ba mẹ có nói cái ý nghĩa của cái tên đó không Hoài? Dạ chắc cũng có cô. Chắc có đó. Dạ. Đâu con kể nghe coi sao vậy? À, cái đó hồi nhỏ con không biết gì hết thì thôi có gì con nhường lại cho ngoại. Để hỏi phụ huynh coi là lý do cái tên đó làm sao ha. Đúng rồi. Bên đây á nhà gái mình nghe thấy cũng lạ đúng không? Nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 29. Con hiện tại đang buôn bán rau củ quả trái cây nè. Bán ở đâu Hoài Hận? Ở Bình Dương. Bán Bình Dương rồi ở Bình Dương luôn. Dạ. Nhà đó con ở với ai? Nhà đó hiện tại con ở mình. Rồi con giới thiệu về mình luôn đi. Em tên là Phạm Hồng Mơ, năm nay 28 tuổi. Quê em ở Cà Mau và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Em là giáo viên cấp 3. Mình cho biết một số khuyết điểm, ưu điểm đi nhà gái. Ưu điểm của em là người rất là nhiệt tình, cởi mở và rất là hòa đồng với mọi người. Em thì có những cái thế mạnh về việc học nhiều hơn. Trong các cái lần mà em đi thi thì 5 lần là em đứng đầu, rất là thủ khoa. Trẻ như vậy mà là giáo viên cấp 3, môn gì vậy cưng? Dạ, em dạy môn địa lý ạ. Về khuyết điểm thì cái khuyết điểm mà lớn nhất của em thì chắc có lẽ là em là người khá là nhạy cảm. Tức là em hay suy nghĩ nhiều. Với lại là em có cái não cây vàng lắm. Tức là em hay quên, những cái chuyện nhỏ nhỏ hay quên. Đặc biệt là trong những cái tình huống mà vội á. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của con thì con dễ hòa đồng. Dễ tiếp thu, không bỏ thủ. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì chắc cũng nhiều. Ví dụ như con hay quên á. Bán buôn mà hay quên sao được. Con hay bị phân tâm á. Chứ đang đi ra cái mình suy nghĩ chuyện gì đó, cái mình quên cái đồ trong nhà. Có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua một mối tình với cũng có mấy mối tình lặt vặt thôi. Đáng. Tình mà cũng lặt vặt nữa. Mấy năm? Dạ, chắc quen cũng khoảng 6-7 năm. 6-7 năm là dài á. Dạ. Sao mà chia tay vậy? Tại khoảng cách á, khoảng cách địa lý rồi. Dạ, lúc đó con về Bình Dương con làm thì cô đó trên Bình Phước. Bình Dương Phước hồi xưa là một đó. Đâu có xa lắm đâu. Vậy Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh thì có xa không anh? Chắc anh nghĩ cũng không xa lắm rồi. Bình Dương mà bạn nữ mộng mơ ở quận 9 thì sát bên mà. Bước qua là tới rồi. Dạ. Không? Còn mơ thì gái, sao? Mơ có được mấy mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì nhiều hơn anh đó chút xíu, em có 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em thì từ thời sinh viên là nhà, mặc dù là nhà gần nhau nhưng mà hai đứa lại là yêu xa. Tại vì bạn kia là học ở xa, còn em thì học Cần Thơ. Nên là quen nhau khoảng được 1 năm thì do cái khoảng cách địa lý mình cũng không rồi. Có nhiều cái cảm cũng xúc. Cũng là do địa lý luôn, thành ra là thôi bỏ mối tình đó đi, mối tình thứ nhì. Sau mối tình đầu khoảng 5-6 năm gì em mới quen mối tình thứ hai. Được mấy năm mối tình thứ hai? Chỉ vài tháng thôi, tại vì lý do là cũng khoảng cách địa lý luôn, là lý luôn. Em chuyển công tác lên thành phố Hồ Chí Minh. Nên là bạn đó không thích yêu xa nên rồi. Là còn mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì là mới năm rồi, là
em quen đồng nghiệp, tìm hiểu nhau thì cũng được vài tháng à, thì cảm thấy là hai người không có sự phù hợp rồi, không có nhiều cảm xúc nữa nên là chia tay. Rồi bây giờ các bạn bạn muốn là cái mẫu người lý tưởng của bạn sẽ là như thế nào? À, em thì quan trọng cái tính cách nhiều hơn. Anh nam phải là người sống có trách nhiệm. Đối với em thì người nam phải là cái trụ cột kinh tế của gia đình. Rồi về ngoại hình thì cao từ 1m68 đến 1m72 à. Tới ngoại hình là phải qua coi gì được. Chào cưng. Dạ. Gì đó mà mối. Sao? Cột giùm tôi cái nơ. Nó vậy đó, lãng vậy đó. Trời đất ơi, nhiệt tình với những. Em ơi. Dạ. Mình cao nhiêu? Dạ con cao 1m69. Đó hơn rồi. Được chưa? Từ 1m68 tới 1m72 mà giờ tầm 1m69. Ông cột xấu quá Linh ơi. Sợ tôi buồn đi. Sợ luôn mà. La hoài à. Nhờ người ta mà la suốt luôn vậy đó. Em có trách nhiệm không cưng? Dạ trách nhiệm thì cái đó ai cũng phải có rồi cô. Nhất là với gia đình thì mình phải đặt lên hàng đầu. Là người đàn ông lúc nào mình cũng phải nghĩ đến để lo được cho người phụ nữ của mình mới tìm. Còn mình cảm thấy mà mình không lo được cho người đó thì tốt nhất mình ở mình có xong. Trời ơi đó, rất là khí khái đó. Ok chưa? Đó, thế nghe trả lời thôi là mình thấy là như đinh đóng cột liền. Bây giờ là em trai muốn được người bạn gái thế nào? Người phụ nữ của cuộc đời con thì giống như bà ngoại con là được rồi. Cái tính gì ở bà ngoại là cái tính mà con thích tính nhất? Tính gì? Tính ngoại con thì dị tha. Dù con cái có làm lỗi như thế nào thì con cái vẫn là con cái. Em sao nè? Dạ, em thì rất là dị tha và rất là dễ thông cảm cho người khác. Dễ thông cảm cho người khác. Thường là cô giáo là thường là dạ, có cái tính đó. Dạ. Sao nữa nè, chàng trai? Bà con thì xin gì được đó. Xin cái gì được cái đó. Nhưng mà cũng phải xem coi là nó có hợp lý hay không nữa anh. Chứ không hợp lý thì đương nhiên là không cho được rồi. Đúng đó, cái này khó nè, không có đơn giản đâu. Rồi. Không cười luôn kìa, không cười luôn kìa. Khó lắm. Rồi gì nữa nè? Con thấy nhiều đó cũng khá là đúng. Nhiều đó muốn xỉu rồi đó. Xin gì cho đó muốn xỉu rồi đó. Coi đàn gái qua coi. Trời ơi, dễ thương. Coi đàn gái cũng được, nói chung đàn trai cũng được. Hai bên thấy hợp, cũng hợp với nhau về khuôn mặt ha. Về cách giao tiếp bây giờ. Hôm nay mình đi với ai vậy? Dạ em đi với các chị đồng nghiệp của em. Cả một phái đoàn nữa. Rồi đoàn mời luôn. Đại diện bạn dạ, gái người. Cho vài câu coi. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Thì tôi tên là Nguyễn Thị Hoài, là đồng nghiệp của em Hồng Mơ. Mơ là một người con gái giàu tình cảm. Em sống chân thành và hòa đồng vui vẻ. Hy vọng Hồng Mơ và bạn Nam sẽ cùng cho nhau một cơ hội để có một cái kết thúc thật là đẹp. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cưng. Anh trai đi với ai? Dạ, con đi với đại gia đình của con. Chú Linh, có ông ngoại với bà chính với mày. Có ông ngoại hả? Ông ngoại. Thì cho ông ngoại trước đi. Chào Quyền Linh. Dạ. Chào ông Dân. Dạ. Chào cháu gái. Dạ, con chào ông. Dạ, đầu tiên là xin ông ngoại dạ. cho biết về cái tên trước đi dạ. ông ngoại. Ông ngoại xin giải mã cuộc đời của Nguyễn hồi sinh Hoài. Tên là do Hoài đặt. Bởi vì gia đình bất hạnh, có một đứa con gái đang đi học bị vấp ngã vào tình yêu. Khi đã mang thai và hận thì bên nội không nhận, thì mấy bà dì bên ngoại bắt đi phá thai. Mình nhất quyết vì một hài nhi vô tội, tức quá nữa, để tôi nuôi. Khi sanh ra tại nhà thương, ngoại đã bắt về luôn, không cho già hoài để đi đặt tên Nguyễn hồi sinh yeah. hoài hận yeah. hồi sinh là chết đi sống lại yeah. hoài hận để cháu nó lớn lên hận hoài yeah. nhưng mà cái đó là một cái lỗi của mình thành ra nó mới có một cái tên mà bây giờ bên nội nó rất hối hận yeah. mình nuôi nó bây giờ thì đã nuôi nó là nay 29 năm và cho nó ăn học thành tài là cái nghề của nó là thiết kế thời trang 4 năm ra trường nhưng mà khi đó thì gia đình cũng không đủ khả năng để cho cháu nó vào cái nghề này, nó quá cao cấp yeah. Thì cháu nó là có cái tánh là không thích phụ thuộc nó nói thể để cho cháu con được tự do kinh doanh mua bán đi
Vậy là con hiểu được cái ý nghĩa của lịch sử của cái tên rồi. Thật sự là ông ngoại cũng thấy điều đó rồi. Bây giờ các bậc cha mẹ ai cũng vậy, khi mình sinh con có gì một cái tên quá đặc biệt mình đặt tên con, bao nhiêu cái bực tức hay cái hận thù đặt lên con, con cháu sau này nó sẽ nhận lấy cái điều đó và nó cái tên nó không được theo phong thủy đó ngoại hả? Dạ. Nó không được tốt. Có lên tòa án xin. Dạ. Xin đổi là Nguyễn Hoài Sinh thôi. Dạ. Nhưng mà cái tòa án nó chợ giờ lục lợi sửa chữa cực giờ khổ. Được đó ngoại, giờ được đó. Nội cũng được, không có nổi đâu. Hoài hận thì có những cái điểm tốt thì gọi là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê. Mà cái xấu là chỉ có chơi game thôi. Giờ đâu biết chơi với hại đâu. Nó chưa có nghiệu mà. Bây giờ ông ngoại bà ngoại hối để mày làm sao mày tìm cháu gái cho tao đi, cho tao bà nhắm mắt. À, chứ giờ còn có mình mày. Trời ơi, không? Mẹ nó thì đã có gia đình ở riêng rồi. Đâu đó rồi. Mà nhìn về cháu á, thì có lẽ cũng đạt được là khoảng 80%. Bước đầu ngoại đã nhìn. Và chỉ khuyên rằng mong hai cháu cho nhau một cơ hội và mong cháu, mong được có một người cháu để gì giữ cái tài khoản của nó giùm. Thôi, thôi. Chứ bây giờ không, khổ quá, nó ăn xài lớn quá mình cũng sợ. Dạ. Rồi, cảm ơn ngoại. Rồi, cảm ơn ngoại. Thì là hiểu được nha. Cái tâm tư của ngoại rồi đó, ngoại thương, ngoại hận dữ lắm. Cảm ơn hai gia đình, đàn trai và đàn gái. Bây giờ mình mở rào xem hai trẻ gặp mặt thế nào nha. Mở rào đó. Chào em. Dạ chào anh ạ. Đến chương trình có món quà tặng em. Bán gì tặng đó. Dạ. Đền mở đây kìa. Dạ để đi, cảm ơn anh. Tặng, tặng sầu riêng nhưng mà mình nuốt mình sẽ sầu chung nha. Dạ em có món quà tặng anh. Anh mở ra luôn à. Cảm ơn. Rồi anh cầm. Đây là một cái quả cầu, quả địa cầu pha lê. Pha lê thì nó rất là đẹp nhưng mà nó mong manh và nó rất là dễ vỡ. Giống như là tình yêu của mình vậy đó. Nếu như mà mình không có trân trọng, mình không có giữ gìn thì nó cũng sẽ rất là dễ mất đi. Và hy vọng rằng nếu em với anh á, mà có duyên và có thể đến được với nhau thì anh nên trân trọng cái tình cảm đó. Anh sẽ trân trọng và anh sẽ ghi hết tên em vào 4 châu lục. Cảm ơn anh. Đưa em đi 4 châu lục luôn. Ừ. Anh thấy, cảm nhận lần đầu tiên về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng dễ thương, cũng hiểu biết, rất là sâu lắng. Anh muốn hỏi em là em thấy anh có được không? Tại vì anh thấy anh hơi tệ. Thật ra thì mỗi người sẽ có một cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Quan trọng là mình có thể dung hòa được những cái ưu điểm và nhược điểm đó với nhau để mà có thể hòa hợp và chung sống với nhau thôi. Nhiều người thì quan niệm là công việc gia đình, việc nhà, nấu cơm, giặt giũ rồi đó là việc của phụ nữ. Còn anh, người chồng thì chỉ là trụ cột về kinh tế ở bên ngoài thôi. Vậy anh quan điểm chuyện đó như thế nào? Anh không có nghĩ vậy đâu, anh nghĩ đàn ông giờ làm mọi vợ cũng được rồi đó. Giống ông ngoại anh làm hết, ông ngoại anh đâu làm gì đâu. Hai tới ông ngoại ra luôn ha. Anh có gì muốn hỏi thêm em không? Anh muốn hỏi em là em có sống thực tế không? Em có sống ảo không? Tại vì nó không thích mấy cô sống ảo lắm. Em cũng đăng Facebook hơi nhiều á. Không biết thì anh có để tâm chuyện đó không anh? Anh thì anh cũng không có quan tâm gì mấy chuyện đó. Anh chỉ quan tâm cuộc sống thực tế thôi. Bây giờ mình hẹn hò sao các bạn? Em đi dạy từ sáng tới chiều tới tối luôn. Nhưng mà em vẫn sẽ có dành thời gian. Nếu như mà hẹn hò thì không biết anh rảnh thời gian nào. Lúc nào cũng được hết. Tại vì không có chuyện nào mà quan trọng hơn bằng cái chuyện người yêu của mình, người đó sống với mình suốt đời. Còn những chuyện khác thì từ từ mình làm được. Dạ. Chuyện nào quan trọng thì mình sắp xếp trước. Như vậy thì thời gian thường là em sẽ rảnh nhiều vào cuối tuần hả? Anh sẽ đến bên này. Dự định chừng nào em cho bạn đàn trai bước tới nếu hai đứa hiểu được nhau? Được á, thì chắc là năm sau. Đám cưới thì ông ngoại có đồng ý không ngoại? Ông ngoại đang trông từng giờ, từng giây và từng phút. Cưới là ông ngoại cho bao nhiêu bàn? Thì ngoại cho nguyên chiếc 52 chỗ từ dưới lên được rồi. Trời ơi, còn tiệc cưới làm sao ngoại? Tiệc làm cưới hả? Đâu? Thích nhiêu chịu nhiêu, thích nhiêu chịu nhiêu. Trời đó coi. Ngoại cưng quá vậy, ngoại cưng ngoài lành luôn vậy. Chứ giờ còn thằng cháu như con út mà. Trời ơi. Về là con chỉ có chịu việc quản lý thôi. Quản lý thôi. Chứ bà già rồi. Dạ.
Vậy là tốt rồi, cảm ơn ngoại nhiều. Bước tới nắm tay cô gái, hát một đoạn nào đó mà mình cảm nhận là mình hát cái bài nào hay, thích đi, cảm tình đó. Rồi. Chỉ lần đầu gặp em, ngỡ như đã quen từ lâu. Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chợt quên lối về. Trời ơi, bốn câu đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, như đó đủ rồi. Dạ, thì để đáp lại cái bài hát của anh thì em cũng tặng anh một bài hát. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông ông đông, đêm trắng kim tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Rồi, hay lắm. Cái câu cuối cùng là cái câu mà em muốn nói với anh. Rồi, trở về ghế ngồi. Rồi, về đây ngồi đi nào. Đặt tay vào nút bấm và quyết định. Có thể mộng mơ sẽ thay đổi về phong thủy cho Hoài Hận. Mộng mơ nó đẹp hơn nhiều và nó có thể có rất nhiều may mắn. Nào, 1, 2. Rồi đó, không cần đếm mà lại không cần đếm. Cảm ơn mọi người. Được rồi đó, nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ xin phép đại diện bên đàn gái, đàn trai đi, cho phép tụi em hẹn hò với nhau và hứa với hai bên điều gì? Dạ, con hứa với đại gia đình của mình, nếu mà có thể đến được với em, anh sẽ sống hết nửa cuộc đời còn lại dành cho em. Đó. Không lãng phí. À, dạ, con xin nói với ngoại đi. À, xin phép các dì. À, con hy vọng rằng là tụi con sẽ có duyên để đi được với nhau xa hơn. Và nếu như vậy thì con mong rằng sẽ, mặc dù anh vẫn là Hoài Hận, nhưng mà cái tương lai sau này của anh sẽ tò mò hồng thôi. Cảm ơn anh. Không có hận ai nữa ha. Anh không hận ai nữa. À, bây giờ mình xin phép hôn bạn gái đi ha. Dạ, mình xin phép đại gia đình hơi thất lễ tí xíu không? Xin phép anh. Em có cái tật xấu gì không? Em có một chút tật xấu đấy là bị đáng chí. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em có cả ưu điểm, đấy là em ham học hỏi. Nhưng cái nhược điểm đấy là học nhiều quá. Nhưng hiện tại vẫn ế á. Mình lấy chồng là hết đáng chí à. Chồng nhắc đúng không? Xin mời đàn gái. Mời nhà trai. Đây, ngồi em trai. Hi, em tự giới thiệu về mình đi nào. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và dạ, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Hoàng Mai, em năm nay 35 tuổi, hiện đang công tác tại phòng đối ngoại của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dân chứng khoán á nha bạn trai ơi. Mai là quê ở đâu Mai? Quê nếu mà nguyên quán thì là ở Huế anh, còn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội ạ. Rồi, mời bạn trai. Để đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân ạ, và chào em, bạn gái bên cạnh ạ. Và xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Tên em là Đỗ Khắc Mạnh. 10 năm trước là em làm sinh nhật thứ 33. Hiện nay quê quán của em là ở Thọ Lập, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện nay em đang làm việc và sinh sống tại Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, em làm gì? Nghề nghiệp của em là làm sản xuất bóp ví da. Rồi, vậy thì hai bạn cùng quê ở khu vực phía Bắc rồi. Thanh Hóa với Hà Nội thì cũng cách xa nhau mấy. Rồi, ưu điểm và khuyết điểm bên đàn gái là gì? Điểm mạnh của em thì em là người sống tình cảm, rất là quan tâm đến gia đình, bạn bè và người thân. Em có cái tật xấu gì không? Em có một chút tật xấu đấy là bị đáng chí. Còn cái nhược điểm của em? Nhược điểm của em có cả ưu điểm, đấy là em ham học hỏi. Nên cái nhược điểm đấy là học nhiều quá. Nên hiện tại vẫn ế á. Mình lấy chồng là hết đáng chí à. Chồng nhắc đúng không? Mạnh sao nè? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chân thật, không hút thuốc, không uống rượu. Rồi, hay vậy ta? Dạ. Rồi, có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì cũng có cái là cũng hơi nhút nhát chứ. Có mấy mối tình rồi Mạnh? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Rồi, nhút nhát 3 mối tình luôn á. Mối tình dài nhất là mấy năm?
Mối tình của em dài nhất thì là 1 năm thôi ạ. Mối tình ngắn nhất là lâu bao lâu? Ngắn nhất thì cũng 6 tháng, 7 tháng. Có nghĩa là cả 3 mối tình là chưa tới 2 năm đúng không? Đúng rồi, khoảng đó thôi. Còn em sao? Dạ em trải qua 2 mối tình nhưng mà cũng tình không chính thức. Thì cũng kiểu tìm hiểu sau 1 năm thì em thấy không hợp. Mối tình thứ 2 được nhiêu? Cũng tầm 1 năm ạ. Nói nghe nè, bên đây á, người ta ế là tại vì người ta học quá nhiều. Người ta ham học hỏi quá, người ta ế. Còn bển lý do gì ế? Nhút nhát ế đúng không? Dạ bên em thì cũng một phần là nhút nhát. Thì là công việc thì cũng làm cũng trong cái thời gian làm thì hay làm tối và cũng ít phụ nữ. Và làm ở tại nhà cho nên là cũng không được gặp gỡ mấy. Em làm gì tại nhà? Dạ em hiện nay em có cơ sở kinh doanh. Em làm... tự làm luôn? Dạ. Tức là công ty của em luôn? Cơ sở của em luôn? Dạ. Là em làm chủ luôn? Dạ. Trời giỏi vậy ta. Em ơi, vậy bây giờ em đến cái tuổi này rồi thì em mong muốn cái người bạn đời của em, người bạn gái của em phải như thế nào? Dạ em mong muốn là người bạn gái của em là vui vẻ, hoạt bát và biết quan tâm tới gia đình. Bạn muốn phụ nữ ốm hay là tròn tròn mẫm mẫm dễ thương? Vừa tròn tròn thôi mà cũng dễ thương là... Tròn tròn dễ thương ha. Dạ. Để anh coi qua coi có tròn tròn dễ thương không? Dạ. Em gái dễ thương. Em muốn cái mẫu hình lý tưởng thế nào hả Mai? Em nghĩ là không quá thấp tại vì em cũng không phải người cao lắm. Không, vấn đề không phải là cao thấp, vấn đề này mới quan trọng thôi. Vâng. Còn bây giờ ta không phân biệt cao thấp đâu em. Ừ, đừng lo. Em cũng không thích đàn ông hút thuốc lá, không thích đàn ông ham nhậu. Bên đây không có cái gì hết trơn. Đây hiền dễ thương lắm. Không lăng nhăng. À, không lăng nhăng luôn. Không lăng nhăng bây giờ mới là ế tới giờ. Đấy, đúng nhát. Nhúc nhìn quá. Nhìn đây nhát dễ thương lắm. 3 mối tình cộng lại có 2 năm. Khủng khiếp thiệt. Chào chị. Ô chào em. Dạ. Gương mặt cũng hiền. Dễ thương. Dạ, dễ thương chị. Em. Dễ thương. Chị gặp cái là chị có cảm tình liền đó. Mà sao lại nhát dữ vậy trời. Cô gái bên kia đó xinh xắn dễ thương. Dạ. Nhà làm nghệ thuật nha, bố rất hiền luôn. Dạ. Anh giờ anh lo cho đàn gái nè. Dạ. Em giờ thí dụ lấy vợ giờ ở đâu? Hiện giờ là em cũng đang sinh sống ở đang còn nhà thuê ạ. Ở nhà thuê. Dạ. Cái cơ sở của em á là mình em làm chủ đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy là được rồi. Bên kia cô gái làm chứng khoán, cô ấy rất là thông minh luôn bởi vì làm về kinh tế mà. Dạ. Thành ra anh nghĩ là rất là giỏi. Em có nghĩ lần sau này về kinh tế mình giao cho cô ấy không? Về tiền bạc này kia. Về kinh tế thì sau thì em sẽ chi phí xong rồi còn thể phải giao cho vợ giữ thì tốt hơn. Chứ mà em giữ thì lại không giữ được. Phải giao cho vợ đúng không? Dạ. Ờ hôm nay em đi với ai? À em đi với mẹ, bạn của mẹ và các chị đồng nghiệp ạ. Ồ. Oh. À. Dạ chào. Rồi cô ơi, chào cô. Cô thấy đàn trai thế nào nãy giờ qua cái cảm nhận của mình? Xin chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Xin chào tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Thì nhận xét về bạn trai thì cũng chững chạc và cũng có thể là một chỗ dựa yên tâm. Con gái của tôi thì cũng ham học quá cho nên là nhiều khi cũng hơi có những cái lúc mà nó vô tư, lãng trí. Cô thấy hai đứa nó có xứng đôi hợp lứa với nhau không? Thế này thì phải để cho các cháu cũng tự tìm hiểu. Dạ, rồi cảm ơn cô. Tạm ổn. Rồi, Mạnh đi với ai vậy Mạnh? Dạ, hôm nay em đi với chú và một em gái. À, chú. Chào chú. Chào chú, đàn trai. Chào Kiền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Mình là chú của cháu Mạnh. Chú thấy đường gái bên đây cũng ok. Và hai cháu cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Cháu cũng nhát mà chú cũng nhát. Thì các chú nhát, chú rung quá rung rồi. Chú rung. Cảm ơn chú nha. Xét về mặt nãy giờ mình cảm nhận đó Vân. Tôi thấy nè, bên đàn gái thì ba mẹ ở gia đình cũng làm nghệ thuật, rất là hiền, dễ thương. Mà thông qua là chú của đàn trai thì thấy cũng gia đình cũng hiền luôn. Vấn đề là hai đứa sẽ tìm hiểu với nhau. Đúng rồi. Để xem coi họ cảm nhận cái điều với nhau hay không. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Rồi, thôi mở rào đi ha. Mở rào. Ô, chào em. Ừ, anh chào anh ạ. À, hôm nay anh đến với chương trình gặp em, anh có món quà. Dạ vâng, anh cảm ơn anh, em cũng có món quà gửi tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn em. À, anh có món quà anh gửi em. Dạ vâng, anh cảm ơn anh. À, cái món quà này thì cũng đầu tay anh làm ra, sản xuất ra. Nên anh cũng muốn gửi tới em một món quà để có kỷ niệm.
À, em tặng anh chiếc ly, chiếc cốc uống nước, vừa để nhắc nhở anh chịu khẩu uống nước để tốt cho sức khỏe. Hoặc ly này có thể uống cà phê luôn để dạ, giúp cho anh tỉnh táo mỗi ngày ạ. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cái lần nào đầu tiên đến với chương trình, em thấy anh thế nào? Có giống người mẫu mà em nghĩ ra không? Em cũng không đặt ra một cái hình mẫu nào lý tưởng. Em thì chỉ hy vọng là người đó hiền lành, biết quan tâm đến gia đình và sẽ hòa đồng. Bởi vì nhiều lúc em có thể có những nhóm bạn ấy, đến tụ tập ăn uống thì em muốn mời người đó tham gia cùng. Thế thời gian mà anh với em hẹn hò thì em rảnh vào thời gian nào? Em rảnh buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật cuối tuần ạ. Anh thì làm tự do nên là có thể sắp xếp được thời gian để anh với em gặp nhau và đi uống cà phê. Dạ. Như em thì em lại thích không gian uống cà phê hay là đi chơi thì ở địa điểm nào thì phù hợp? Nhiều lúc em cũng có thể thích đi dã ngoại ạ, nghĩa là đi ra ngoài ngoại thành. Nên là không biết là lúc có thời gian rảnh thì anh dành thời gian làm việc gì ạ? Thời gian rảnh thì anh thì cũng nghe nhạc với cũng lang thang trên Facebook chút rồi. Chứ anh có đi ra ngoài đi dã ngoại hay là... Đi dã ngoại đi chơi thì chỉ vô cái dịp nào đấy, giống như là vô ngày lễ, ngày gì đấy thì anh cũng đi chơi với bạn bè. Dạ. Nếu mà như tình cảm của anh với em á, thì tiến triển xa hơn á. Dạ. Con cái thì em thích mấy con ạ? Em nghĩ là 1 đến 2 đứa ạ. Đúng không? Anh cũng nghĩ vậy. Vâng. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Hiền lành. Và về gia đình thì chắc anh nghĩ là em sẽ một người là cũng đảm đang trong gia đình cũng rất tốt ạ. Dạ. Vâng, mẹ em là giáo viên nên là mẹ em cũng dạy cho em nỗ công gia tránh từ hồi nhỏ. À. Vâng. Bây giờ dạ, Mạnh tới nắm tay Mai nhá, bà hát tặng cô ấy cái gì đấy. Đấy, bước tới nắm tay cô ấy, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói gì là hát luôn. Anh hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng chuẩn bị một bài hát. Trong thời gian đang nắm tay em mà hát thì có thể sai lời hát thì cũng mong quý vị thông cảm ạ. Anh hát bài dù thế nào đi nữa. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé, dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào, anh với em chung lối đi về. Qua đây thì em tặng anh bài thơ. Bài thơ này nó rất gắn liền với cả ngày sinh của em. Đó là ngày 3 tháng 3 âm lịch, ngày bánh trôi nước. Thì đây là bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương ạ. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay quá. Rồi, được rồi, chúng ta trở về vị trí đi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại cảm xúc của mình, có phải là cảm xúc thật hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút cho nhau cơ hội. Và nhớ rằng bấm nút không phải là để làm bạn, mà bấm nút chúng ta đang nghĩ về một điều xa hơn nữa, đó là hướng tới hạnh phúc lứa đôi, hướng tới một gia đình nhỏ. Và điều này rất là thiêng liêng. Và tôi cho các bạn biết rằng trên hai cái ghế của các bạn đã có rất nhiều người đã đến với nhau, đã yêu nhau, đã sinh con đẻ cái. Nên điều đó nói với tôi rằng là trên đây là tình yêu có thật. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 3 2 1 Tôi trời ơi, mình cái nút bấm Linh, mặt của Mạnh hốt hoảng á. Hốt hoảng giống như vừa mất của vậy đó trời ạ. Thật sự thế này á, trong mắt của anh Quyền Linh á, thật sự hai em rất hợp với nhau nha. Bây giờ á, là em nói gì với mẹ vợ tương lai đó, mẹ Thủy đó. Cháu hôm nay cháu đến với chương trình, cháu cũng xin cảm ơn bác đã sinh ra một cái con. Và nha, cháu xin phép bác sắp tới thì cho cháu được hẹn hò với em để tiến tới xa hơn ạ. Rồi, Mai nói gì với chú với gia đình đi. Con xin chào chú ạ. Nhân qua chương trình bạn muốn hẹn hò, con xin phép chú cho phép con được gặp gỡ và hẹn hò với anh Mạnh ạ. Vâng, con cảm ơn chú nhiều ạ.
Cháu xin phép bác, cháu được làm thủ tục của chương trình ạ. Em xin phép em được hôn em nụ hôn. Dạ. Ôi ôi, ôi ôi, kêu quá. Con vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Chúng ta bắt đầu mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi, đọc luôn đi con. Có gì sẵn mình đọc luôn đi, cứ ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Không. Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu con đọc luôn đi. Này con nhờ chú Quyền Linh đọc cho con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không ông mai mối ơi? Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ: thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Cô giáo à. Để tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. Thôi nói chung là hot boy. Hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mày mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Như là rất là hay quên luôn. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là
Với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy giờ còn đâu. Trời đất ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, chú. Mà để nè, để xác con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng mà bây giờ hôm nay nè, con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi. Mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ. Rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ con đi với chị của con. À rồi, mời chị. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Dạ chào chị Hồng Vân. Dạ chào khán giả ở trường quay. Dạ Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai vậy. Theo chị thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội, dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Dạ. Không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. Bác Yến, bác Mỹ với có mẹ, bác ha. Mẹ. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ con chào bác. Xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chào bên đàn gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng. Cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng yêu cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhỉ. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ. Cảm ơn anh, dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh đó, thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% hả? Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. Tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có.
Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, dạ, kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Em thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Vâng, mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái, con dạ thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới, nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau. À, con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài. Chết rồi. Những ngày dài. Cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đều ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài ăn sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, để tặng luôn đi để về nghiên cứu. Dạ. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, trái tim mình có rung động hay không. Kiểm tra thật kỹ các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Bấm rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn, xin phép hôn nụ hôm đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái.